giới, vọng, ngữ. Giải thích tổng quát: vọng là do tham lợi nên dối lòng và làm các việc không chân thật. Đây là cộng giới, tỳ kheo cũng giống vậy, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: Bồ Tát thường phải nói lời chân chánh và dạy cho tất cả chúng sanh nói lời chân chánh và có chánh kiến, mà ngược lại làm cho chúng sanh sanh tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Giới đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: Tội này do ngu si gây ra, vì mong cầu các điều lợi mình và mong cầu lợi dưỡng sanh phiền não, nên Đức Phật cấm chế giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở tại giảng đường có lầu bên sông Di Hầu ở Tỳ Xá Ly. Lúc ấy dân chúng đói khổ, lúa gạo quý hiếm, khất thực rất khó. Đức Phật mới bảo: Này các tỳ kheo, các thầy nên nương theo hòa thượng bổn sư, các thầy giáo thọ hoặc bà con quen biết ở gần Tỳ Xá Ly để an cư. Ta cũng sẽ an cư ở gần thành ấy. Vì sao? Vì rằng đại chúng khất thực cực nhọc mà khó có thức ăn. Bấy giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy như vậy, quý thầy liền tự tìm trú xứ an cư. Khi ấy có một số thầy tỳ kheo an cư trong ngôi Tịnh Xá cạnh sông Bà Cầu, đến nói với các cư sĩ rằng: chính tôi đã chứng được pháp hơn người, vân vân. Các cư sĩ tin tưởng, vui vẻ cúng dường nên không bị cực nhọc về việc ăn uống, do vậy dung mạo sáng sủa, sức khỏe đầy đủ. Còn các thầy tỳ kheo an cư ở thành Tỳ Xá Ly, mặt mày hốc hác, hình thể khô gầy, y phục rách rưới. An cư xong, đồng đến yết kiến Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi thăm, các thầy bạch rõ mọi việc đã làm. Phật bảo: các thầy là những kẻ ngu si, dù thật chứng còn không được nói với người khác, huống gì là không thực chứng mà lại nói với người là chứng. Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo, có hai hạng giặc. Một là hạng người giới hạnh không thanh tịnh, tự xưng rằng thanh tịnh. Hai là hạng vì miệng và bụng mà không chân thực, điều mình không có mà ở trong đại chúng cố ý nói dối, tự xưng rằng mình đã chứng đắc pháp của bậc thượng nhân. Hạng vì miệng vì bụng mà tự xưng được pháp hơn người là hạng tệ nhất. Vì sao? Vì đã trộm lấy thức ăn uống của người. Khi Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách rồi kết giới cho tỳ kheo: nếu tỳ kheo không thực chứng cho đến luống dối gạt, vân vân. Bấy giờ có một tỳ kheo tăng thượng mạng nói với mọi người rằng: tôi chứng đạo. Sau đó một thời gian, tinh tấn không lười, chuyên tinh tu tập chứng được pháp thù thắng tối thượng. Vị ấy mới tự suy nghĩ: trước kia phải chăng mình đã phạm ba la di? Ta phải làm sao đây? Bèn trình bày rõ với các tỳ kheo. Các thầy bạch Phật, Phật chế thêm câu: trừ người tăng thượng mạng thì không phạm. Văn giới của ni nói rằng: bấy giờ Đức Thế Tôn ngự ở giảng đường có lầu bên sông Di Hầu, do nhân duyên này là do các tỳ kheo bên sông Bà Cầu cùng nhau cho rằng họ chứng đắc pháp hơn người, cố ý cầu được ăn uống mà phát khởi nhân duyên Đức Phật chế giới. Đức Phật bảo các tỳ kheo kết giới cho các tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni thật không biết gì mà tự khoe rằng tôi chứng được pháp hơn người, chứng nhập thánh trí, trí huệ của bậc thánh, thắng pháp, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác hoặc có người hỏi hoặc không ai hỏi vì muốn được thanh tịnh nên nói: thưa quý cô, con thật không biết, không thấy, mà nói con biết, con thấy là con nói dối. Trừ các vị tăng thượng mạng thì tỳ kheo ni này bị tội ba la di, không được ở chung. Giải nghĩa: luật dạy rằng thật không thấy gì, không biết gì là thật sự chưa thấy rõ pháp tánh, chưa biết pháp, thấy pháp, đắc pháp và thành tựu các pháp, tự khoe, tự xưng tôi có tính, giới, thí, văn, trí, huệ, biện tài. Nhân pháp là nhân ấm, tức năm ấm, nhân nhập, tức lục nhập, nhân giới, tức 18 giới. Pháp hơn người, luật Nhiếp nói, tức là pháp thắng lưu, nghĩa là nhìn tất cả hàng phàm phu ngu si bị năm pháp che lấp là điều xấu xa thấp kém,
còn đây là pháp vượt hơn các pháp ấy. Câu chư pháp năng xuất yếu thành tựu. Chư pháp tức chỉ văn, năng xuất yếu, các pháp này là những pháp thiết yếu có thể giúp chúng ta ra khỏi ba cõi. Thành tựu là chứng đắc, nghĩa là các pháp mà ta đã chứng đắc nên gọi là chư pháp năng xuất yếu thành tựu. Câu này là nêu tổng quát văn sau sẽ giải thích. Tự nói chánh niệm tại thân, tự nói chánh ức niệm, tự nói có trì giới, tự nói có lòng mong cầu hữu dục, tự nói không phóng dật, tự nói tinh tấn, tự nói được định, tự nói được chánh thọ, tự nói có đạo, tự nói có tu, tự nói có trí huệ, tự nói thấy đạo, tự nói chứng đắc, tự nói đắc quả. Tự nói chánh niệm tại thân là có chánh niệm thường giúp người xa lìa tà niệm. Tu tập pháp này thuần thục, luôn hành trì tu tập có nhiều tiến bộ, nhưng người lái xe khéo bảo vệ quan sát nên được bình yên, đã được chắc chắn an định, không còn gặp khó khăn, luôn được tự tại. Đó là tự nói chứng đắc thân niệm xứ. Thân niệm xứ là sáu phần, bốn đại, năm ấm, từ đầu đến chân đều tạm hòa hợp mà có thân. Trong pháp quán thân này thì trí huệ làm niệm, thấy rõ năm thứ nhơ nhớp bất tịnh trong thân, phá được cái thấy thân nhơ nhớp cho là thân sạch sẽ, tịnh điên đảo, tức là xứ. Tự nói chánh ức niệm là có chánh niệm khiến người xuất ly, tu tập pháp này thuần thục, luôn hành trì tu tập được nhiều tiến bộ, nhưng người lái xe khéo bảo vệ quan sát nên được bình yên. Đã được chắc chắn an định, không còn gặp khó khăn, luôn được tự tại. Đó là chánh ức niệm. Nhớ nghĩ tất cả pháp, thấy pháp, đắc pháp, tâm được an định thông suốt hết thảy các pháp. Tự nói trì giới là kiên trì giới luật, giữ gìn các oai nghi nghiêm túc, dứt trừ tất cả các điều ác. Tự nói có lòng mong cầu hữu dục, tự nói không phóng dật, tự nói tinh tấn. Cũng giống vậy, Tỳ Ni Mẫu nói, thế nào gọi là dục? Như Đức Phật siêng năng tinh tấn vượt bậc, không hề mỏi mệt nên gọi là dục. Dục là pháp cơ bản, vì lòng mong muốn thành tựu tất cả pháp nên gọi là nền tảng sanh ra các pháp. Luận Đại Trí Độ nói, có lúc Đức Phật gọi là dục, có khi Phật gọi là tinh tấn, có khi Phật nói là không buông lung. Ví như có người muốn đi xa, trước hết có ý muốn đi, đó gọi là dục. Khi đi thì không dừng bước, gọi là tinh tấn. Luôn siêng năng không dừng nghỉ, đó gọi là không buông lung. Vì vậy nên biết, dục sanh tinh tấn, có tinh tấn nên không buông lung. Do không buông lung nên thường sanh các pháp cho đến khi thành tựu Phật quả. Tự nói đắc định có giác, có quán tam muội, vô giác có quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Có giác có quán là lúc đầu tâm vừa trụ vào thiền là hành giả nương theo vị đáo địa chứng đắc sơ thiền, đạt được thanh tịnh sắc pháp, tiếp xúc với thân căn cõi dục sanh chấn động sợ sệt. Bấy giờ liền sanh thân thức, biết thân sắc xúc này chưa từng có công đức lợi ích, tức là chi giác. Tâm tế nhị phân biệt gọi là quán. Hành giả đã chứng được công đức sơ thiền, liền dùng tâm tế nhị phân biệt các diệu công đức trong tầng định sắc pháp này, hiểu rõ các cảnh giới không bị ngăn che. Các công đức như vậy ở cõi dục chưa từng có, đó gọi là chi quán. Luận Trí Độ hỏi, có giác có quán là một pháp hay là hai pháp vậy? Đáp, là hai pháp. Đối với tâm thô thì niệm ban đầu gọi là giác, tâm tế nhị phân biệt thì gọi là quán. Thí dụ như đánh chuông, lúc mới đánh tiếng đầu tiên thì lớn gọi là giác, sau đó nhỏ dần gọi là quán. Hỏi, như A Tỳ Đàm nói, từ cõi dục đến cõi sơ thiền, trong lúc nhất tâm thì giác quán tương ưng. Tại sao ở đây nói tâm thu biết niệm ban đầu gọi là giác, tâm tế nhị phân biệt gọi là quán? Đáp, hai pháp tuy ở nơi nhất tâm mà hai tướng lại khác nhau. Khi giác thì quán không rõ được, khi quán thì giác không rõ được.
Ví dụ như lúc mặt trời mọc, các vì sao lặn mất, tất cả tâm dương và tâm sở chỉ tùy theo cảm thọ mà đặt tên. Giác và quán cũng giống như vậy. Không giác có quán là lúc sơ thiền hướng đến nhị thiền. Do vì tâm giác biết đã quên mất mà niệm phân biệt thiền vị vẫn còn. Đây chính là lấy khoảng giữa hai tầng thiền để nói. Đó là trung gian thiền vậy. Sáu tầng trời đại phạm là do sức định trung gian chiêu cảm. Không giác không quán là từ cõi nhị thiền cho đến diệt thọ tưởng định, thì tâm giác biết và niệm phân biệt thiền vị đều biến mất, nên gọi là định giác quán. Không, vô tướng, vô nguyện tam muội, tức là ba pháp môn giải thoát. Ba môn này gọi chung là pháp môn giải thoát. Giải thoát tức cửa niết bàn là thường thông suốt. Nghĩa là ba pháp môn này thường giúp cho hành giả tiến nhập niết bàn, nên gọi là pháp môn giải thoát, cũng gọi là ba môn tam muội, mà tam muội do nơi thể của nó mà đặt tên. Còn giải thoát là do dụng của nó thường thông suốt mà gọi tên, đến khi chứng quả được gọi là giải thoát. Tại sao gọi là không giải thoát môn? Có sáu cái không là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không và đệ nhất nghĩa không. Thế nào là nội không? Vì tư duy biết tất cả nội pháp đều là không, biết không, hiểu không, chấp nhận là không. Do nghĩa nào mà biết là không? Do vì ngã không, ngã sở cũng không, thường là không, không thay đổi nên biết là không. Thế nào là ngoại không? Vì khi tư duy biết được tất cả pháp bên ngoài đều là không, biết không, hiểu không, chấp nhận là không. Do nghĩa nào mà biết là không? Do vì ngã không, ngã sở cũng không, thường không, không thay đổi nên biết là không. Nội ngoại không cũng giống như vậy. Thế nào là không không? Ví như tỳ kheo thành tựu không định, lại tư duy về tánh không của tất cả pháp cũng là không. Như trên đã nói, đại không cũng vậy. Thế nào là đệ nhất nghĩa không? Đệ nhất nghĩa là niết bàn, như tỳ kheo tư duy niết bàn là không, biết không, hiểu không, chấp nhận là không. Do nghĩa nào mà bảo là không? Do vì ngã không, ngã sở cũng không, thường không, không thay đổi, biết như vậy nên không buông lung, chứng đắc định tâm trụ, chánh trụ. Đó gọi là đệ nhất nghĩa không, luôn thông đạt như thế thì gọi là không giải thoát môn. Vô tướng giải thoát môn lấy niết bàn của bậc thánh làm cảnh giới, gọi đó là định vô tướng. Khi thực hành thì có tướng, mà chứng niết bàn thì vô tướng. Khi thực hành thì có ba tướng là sanh, trụ và diệt. Còn niết bàn thì không có ba tướng, nên bất sanh, bất trụ và bất diệt. Thế thì thực hành thì có tướng, mà chứng niết bàn thì không tướng, nên niết bàn là tĩnh lặng, tịnh diệt, là nhà ở, là cứu hộ, là đèn sáng, là nơi để chúng ta nương tựa. Đó là nơi hoàn toàn không bị chìm mất, là nơi hướng về, là nơi không nóng bức, là nơi không ưu sầu đau khổ. Khi tư duy về niết bàn thì tâm được an trụ, ấy gọi là định vô tướng. Vô tác giải thoát môn là biết tất cả pháp đều không tướng, không có cái để tạo tác, đó gọi là vô tác. Tại sao? Nếu đối với pháp mà thấy có được, tức là ở trong ba cõi còn có sự mong cầu, thì đó là nhân tạo nghiệp trong ba cõi. Nay đối với tất cả tướng đều biết là không, thì đối với ba cõi không có sự mong cầu, nên không tạo nghiệp sanh tử trong ba cõi. Vì không tạo nghiệp nên không có quả báo, đó gọi là vô tác giải thoát môn. Tự nói được chánh thọ là tưởng chánh thọ. Chính pháp tưởng là tưởng sình chương, tưởng sanh bầm, tưởng hư hoại, tưởng máu huyết chảy tràn, tưởng mục nát, tưởng dòi rút rỉa, tưởng tan rã, tưởng xương trắng và tưởng thiêu đốt. Tu tập chính pháp tưởng như vậy để phá nát núi kiết sử, chứng đạo quả tam thừa. Mười pháp tưởng là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng thức ăn bất tịnh, tưởng tất cả thế gian không có gì vui, tưởng chết, tưởng bất tịnh,
tưởng đoạn diệt, tưởng xa lìa và tưởng diệt hết. Tu tập 10 pháp tưởng này diệt trừ các kiết sử, chứng A-la-hán. Vô tưởng chánh thọ. Do ở cõi người và cõi trời tu theo ngoại đạo tà kiến, nhàm chán tướng thô, thường dùng sức tu tập dẹp trừ được tham đắm đối với cõi dục, cõi sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nương theo đệ tứ thiền diệt trừ được 6 tâm dương đầu và các tâm sở, khiến chúng không còn hiện hành. Lấy sự đoạn diệt tư tưởng làm chính nên gọi là định vô tưởng. Chứng được định này rồi không bị lui sụp, khi chết sanh vào cõi trời vô tưởng, 6 thức không còn hiện hành, trải qua 449 đại kiếp. Nếu trước là Bà La Môn thì hiện ngồi làm Bà La Môn như trước, hoặc trước là hàng tỳ kheo vô văn thì hiện tướng cũ là tỳ kheo vô văn ngồi kiết già. Tùy pháp chánh thọ, nghĩa là niết bàn thanh tịnh, không phải pháp làm lụy chánh hạnh, bát thánh đạo, vân vân. Đối với các pháp quán hạnh thường tùy thuận theo quả niết bàn viên tịch nên gọi là tùy pháp, trích trong bộ Luật Nhiếp. Tâm tưởng chánh thọ nghĩa là nhất tâm theo dõi hơi thở để cho tâm không tán loạn, đếm từ 1 đến 10 không hơn không kém, hoặc trước hết đếm hơi thở ra, không thở mau, thân không phình ra, thân nhẹ nhàng, tâm bén nhạy, dễ thành tựu tam muội. Nếu tâm rối loạn thì buộc tâm ở đan điền nên đếm hơi thở vào. Nếu tâm bị hôn trầm thì buộc tâm ở chót mũi nên đếm hơi thở ra. Không nên đếm cả hai vì sợ sẽ sanh bệnh. Trừ sắc tưởng chánh thọ, hư không xứ bội xả là người tu hành ở cõi dục, sau khi đã trừ bỏ sắc thân bất tịnh của mình, đó là bội xả đầu tiên. Sau đó lại tiếp tục trừ bỏ sắc xương trắng trong thân. Sau lần trừ bỏ thứ hai, lại trừ bỏ tất cả sắc bất tịnh ngoài thân. Vẫn còn 8 loại tịnh sắc khác đều nương tâm mà trụ, nhàm chán sắc thân ngăn ngại không được tự tại. Nếu tâm xả bỏ sắc thì sắc liền dứt mất, được ra khỏi cái lòng sắc chất, được phiêu diêu tự tại. Nhất tâm duyên nơi không, tương ưng với không định, tức nhập vào định vô biên hư không xứ. Bất trừ sắc tưởng chánh thọ nghĩa là tu tập 8 giải thoát, bát bội xả, 8 thắng xứ, cho đến tứ thiền sắc giới vẫn có sắc tướng, nên gọi là bất trừ sắc tưởng, không trừ sắc tưởng. Trừ nhập chánh thọ, nếu nhờ thắng xứ mà đoạn hết phiền não, biết nó là giả dối thì ấm nhập đều diệt. Bây giờ thắng xứ chuyển thành tên bát trừ nhập chánh thọ, trích từ bộ Xuất Thiền Ba La Mật quyển 10 và 12. Nhất thiết nhập chánh thọ: 1. Thấy tất cả đều màu xanh. 2. Màu vàng. 3. Màu đỏ. 4. Màu trắng. 5. Đất. 6. Nước. 7. Lửa. 8. Gió. 9. Không. 10. Thức. Đó gọi là thập nhất thiết xứ. Hành giả trụ ở tầng thiền thứ tư đã thành tựu thắng sắc tự tại. Bây giờ phải dùng tâm quán niệm thanh tịnh, xả bỏ 7 loại sắc, nghĩ thẳng đến màu xanh, giữ lấy một chút tướng ánh sáng màu xanh lớn bằng lá cỏ, nhất tâm duyên vào đó, tức thì tương ưng với chút ánh sáng xanh ấy, dùng tâm quán vận chuyển chút ánh sáng xanh đó, chiếu sáng biến khắp 10 phương, liền thấy ánh sáng tùy theo tâm mà chiếu khắp tất cả thế gian, đều thấy tướng sáng xanh trùm khắp dừng trụ bất động, như cả thế giới đều màu xanh. Đó gọi là thanh nhất thiết xứ. Còn lại 7 tướng tu kia cũng giống như vậy. Hành giả đã thành tựu bát nhất thiết xứ, muốn nhập vào không nhất thiết xứ, phải nhập hư không bội xả. Nhưng bội xả duyên còn hạn hẹp nên chưa gọi là nhất thiết xứ. Muốn nhập vào thức nhất thiết xứ cũng phải trước hết nên nhập thức xứ bội xả. Ở trong xả dùng định rộng quán thức này biến khắp 10 phương, đều thấy toàn thức thì gọi là thức nhất thiết xứ. Đã thành tựu nhất thiết xứ thức, nếu muốn tu nhất thiết nhập nên lấy nhất thiết xứ làm nền tảng. Sau đó khéo sử dụng tâm quán thấy tất cả xanh, khiến cho các màu xanh trắng đều thể nhập vào trong đó
mà không làm mất tướng màu xanh cơ bản, lại hay ở trong màu xanh ấy thấy được hết tất cả màu sắc khác. Các màu khác cũng như vậy, đó gọi là thập nhất thiết nhập. Khi thành tựu pháp này, phát sanh đại thần thông, chiết phục thiên ma, phá trừ ngoại đạo, độ thoát chúng sanh, tức gọi là đại thừa ma ha diễn. Tự nói là có đạo là từ một chi đạo cho đến 11 chi đạo, nghĩa là trong 11 chi đạo chọn tu một pháp chứng đắc đạo quả, chẳng phải tu hết 11 pháp mới được giải thoát. 11 chi đó là: 1. Thân niệm xứ, 2. Định huệ, 3. Ba tam muội, ba pháp môn giải thoát, 4. Bốn niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 4 vô lượng tâm, 4 thiền định, 4 định không xứ, 4 hướng đạo, 4 đế, 4 đoạn. 5. Năm căn, 5 lực, 5 giải thoát xứ, 5 xuất giới, 5 quán định, 5 khởi giải thoát pháp. 6. 6 niệm, 6 xuất giới, 6 minh phần pháp, 6 duyệt nhân pháp, 6 vô hỷ chánh giác. 7. 7 giác phần, 7 tưởng, 7 định nhân duyên pháp. 8. 8 thánh đạo, 8 bội xã, 8 thắng xứ. 9. Cửu thứ đệ định, cửu tưởng. 10. 10 tưởng, 10 trực, 10 nhất thiết nhập. 11. 11 môn giải thoát. 11 chi này có giải thích rõ trong bộ Sự Nghĩa. Tu tập thuần thục tư duy đạo này, tu tập được nhiều tiến bộ, như người lái xe khéo bảo vệ quan sát nên được bình yên. Cũng vậy, khi đã tu tập thuần thục rồi, không còn thấy khó khăn, luôn được tự tại. Tự nói tu là tu giới, tu định, tu huệ giải thoát, tu kiến giải thoát, tức là tu năm phần pháp thân. Chữ phần là chừng hạn, pháp là các pháp giới định huệ, thân là nhóm tụ, do các pháp nhóm họp lại mà thành thân này. Nhóm họp các pháp là các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhóm họp lại. Giới thân là hàng nhị thừa do trì giữ giới vô tác được thành tựu giới pháp. Ngay nơi thân này tu chứng được giới nên gọi là giới thân. Nhị thừa là hàng thanh văn, duyên giác thừa, vô tác giới, là giữ giới mà không tác ý, là phải giữ giới, tự nhiên không phạm giới nên gọi là vô tác giới. Định thân là hàng nhị thừa do tu tịnh thiền vô lậu ngay nơi thân này chứng được định nên gọi là định thân. Vô lậu là không bị sa đọa trong sanh tử. Tịnh thiền nghĩa là do tu thiền định nên thường đoạn trừ các lậu hoặc. Lậu tức là phiền não trong ba cõi. Đã không có phiền não, tâm ắt được thanh tịnh nên gọi là tịnh thiền vô lậu. Huệ thân là hàng nhị thừa do tu trí huệ vô lậu chứng được thân này nên gọi là huệ thân. Trí huệ vô lậu là dùng trí huệ quán sát 12 nhân duyên cho đến tứ đế. Người tu trí huệ này thường đoạn trừ được phiền não trong ba cõi, ra khỏi sanh tử hữu lậu. Giải thoát thân là cởi mở trói buộc được thoát ra nên gọi là giải thoát. Có hai loại. Loại thứ nhất, giải thoát hữu vi là dùng trí huệ vô lậu đoạn trừ phiền não hữu lậu. Loại thứ hai, giải thoát vô vi là trừ hết tất cả phiền não không còn thừa sót. Đã hết phiền não, lý vốn vô vi do hai loại giải thoát đây mà chứng được thân này nên gọi là giải thoát thân. Giải thoát tri kiến thân. Tri tức trí hiểu biết, kiến tức mắt thấy, nghĩa là nhị thừa dùng trí này đối với tất cả pháp đều hiểu biết thông suốt rằng đương thể tức không, tất cả đều là như huyễn hóa, chứng đắc thân này nên gọi là giải thoát tri kiến thân. Tự nói mình có trí, pháp trí, tỷ trí, đẳng trí, tha tâm trí. Pháp trí là biết các pháp hiện tại gọi là pháp trí. Pháp hiện tại gồm có năm ấm, mỗi ấm đều có tự tướng riêng. Tỷ trí là biết các pháp còn dư tàn, thừa sót, gọi là tỷ trí. Dư là lần lượt từ các pháp xảy ra ở hiện tại, sau đó suy ra biết được các pháp đã xảy ra trong quá khứ. Kế đó, phát hiện mà biết được ở tương lai.
nên gọi là tỷ trí. Vì sao? Vì rằng trước hết biết hiện tại, sau đó dùng trí so sánh mà biết được các đời kia. Đẳng trí còn gọi là trí thế tục, tức là biết sự tu hành sai khác của các loài hữu tình và biết sự sai khác giữa tên gọi các pháp, nên gọi là đẳng trí. Tha tâm trí là biết thấu suốt hết cả tâm dương và tâm sở của chúng sanh, nên gọi là tha tâm trí. Tu tập thuần thục tư duy trí này, như trên đã giải. Tự nói thấy là thấy khổ, thấy tập, thấy diệt và thấy đạo. Kinh Niết Bàn nói: ngày xưa ta với các thầy do vì không thấy được bốn chân đế, bốn sự thật, nên nhiều đời trôi lăn trong biển khổ sanh tử. Lại nói: phàm phu có khổ mà không thật biết, thanh văn có khổ mà thật biết. Phàm phu do không hiểu lý do của khổ nên nói không biết sự thật. Hàng thanh văn thường thấy biết vô thường, khổ, không nên nói biết được sự thật. Hoặc nói như vậy: tôi chứng được thiên nhãn thanh tịnh, xem thấy các chúng sanh, kẻ sống, người chết, người đẹp, kẻ xấu, đi vào đường lành, đường dữ, biết tùy theo nghiệp báo của chúng sanh mà có kẻ đẹp, kẻ xấu, kẻ sang, kẻ hèn. Tôi biết rõ hết, tôi tu tập thuần thục cái thấy biết này, như đã giải thích ở trên. Tự nói chứng đắc là nói chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán, như trên đã giải thích. Nói tôi đã chứng nhập thánh trí, thắng pháp, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Nhập là chứng nhập, thánh trí là pháp trí, vân vân. Thắng pháp là các pháp đã kể ở trên. Cô ấy vào thời gian khác, Luật Nhiếp nói, thời gian khác là qua một thời gian sau đó. Hỏi: nếu trước đó đã tạo tội vọng ngữ, mặc dù không tự nói, há không phạm trọng tội rồi sao? Đâu cần nói câu vào thời gian khác đợi hỏi rồi mới nói. Đáp: đã phạm giới rồi, giả sử không tự nói vẫn bị tội ba la di, mà những người khác đối với người này chỉ có thể sanh nghi ngờ, chưa được phép tác pháp yết ma, không cho ở chung. Cho nên cần phải có câu vào thời gian khác đợi hỏi rồi mới nói, lúc đó mới thành tựu pháp không cho ở chung. Hoặc có người hỏi, hoặc không ai hỏi, Luật Nhiếp nói, hoặc có người hỏi: thưa cô đã chứng thánh quả rồi phải không? Cô theo học vị thầy nào mà chứng được quả vị này? Cô chứng đắc tại nơi nào, vào lúc nào? Đợi hỏi rồi mới tự phát lồ. Không ai hỏi là không hỏi mà tự khai. Luật Nhiếp nói: vì sao ba tội trước lý không sai khác, tại sao trong giới vọng ngữ mới bày ra việc hỏi? Căn cứ theo đây thì ba giới trước cũng phải có sự hỏi này chứ. Đáp: vì có lý do riêng nên chỉ ở giới này mới nói việc này. Vì muốn cầu thanh tịnh nên nói như thế này. Thưa quý cô, con thật không biết, không thấy mà đã nói con biết, con thấy là con đã nói dối. Là do tự xấu hổ vì đã nói không thật nên phát lồ để mong được thanh tịnh. Luật Nhiếp nói: giả dối là nói rõ những điều đã nói trước kia là không đúng sự thật. Dối gạt vốn thuộc ý nghiệp do mong cầu ăn uống, không phải là sự mong muốn được tu tiến mà thốt ra lời dối gạt. Nói dối trước đã dối lòng rồi, sau mới nói ra bằng lời, cho nên gọi là nói lời giả dối. Trừ hàng tăng thượng mạng, có 7 loại mạng. 1. Đơn mạng là so với người kém cho mình hơn, ở mức bằng thì cho mình bằng. 2. Quá mạng, đối với người hơn mình tự cho mình bằng, đối với người bằng mình tự cho là mình hơn. 3. Mạng quá mạng, đối với người hơn mình tự cho là mình hơn người. 4. Tăng thượng mạng, chưa chứng cho rằng đã chứng. 5. Tà mạng, so với người thì mình không đức độ mà cũng tự cho là mình có đức. 6. Ngã mạng, tự cao chấp ngã. 7. Ti liệt mạng, là đối với người tài giỏi hơn mình thì cho là mình thua kém, cam làm người thấp kém, không sanh lòng kính ngưỡng cầu tiến. Luật Tăng Kỳ nói: hai tỳ kheo cùng sống nơi A Lan Nhã, có
có một vị bỗng chứng được căn lực giác đạo, tạm thời không khởi tham sân, bảo với vị thứ hai rằng: "Thưa trưởng lão, con đã chứng quả A-la-hán." Sau đó vào thôn xóm, các căn buông lung, bỏ phế việc tu chỉ quán, lại khởi các phiền não, biết rằng đã sanh si ái, liền nói thật với vị tỳ kheo bạn. Vị tỳ kheo bạn bảo rằng: "Trưởng lão đã dối xưng rằng mình đã chứng đắc pháp hơn người là Phạm Ba La Di." Vị tỳ kheo ấy nói: "Vì con không biết nên dối nói là thật chứng." Đến bạch Phật, Phật dạy: "Đây là kẻ tăng thượng mạng. Tại sao ở trong chánh pháp tin nhà chẳng phải nhà, bỏ nhà đi xuất gia lại khởi tăng thượng mạng? Thầy nên tạo điều kiện trừ bỏ tăng thượng mạng mới chứng được A-la-hán." Bấy giờ vị tỳ kheo ấy hổ thẹn, liền trước Phật nỗ lực tinh tấn tu tập chỉ quán, trừ hết tăng thượng mạng, đắc quả A-la-hán. Vì rằng vị này không thông đạt thực tướng các pháp, lầm nhận hiện tượng được đôi chút khinh an, tự bảo là đã được rốt ráo, rồi trình bày đúng với sự lầm nhận của mình, nên Đức Phật khai không kết tội. Định tội: tướng phạm của giới này, nói dối không thật như vậy, do vì không biết, không thấy, lại nói với người khác rằng tôi được pháp hơn người. Người nghe tin thật điều mình nói thì bị ba la di. Mình nói mà người đối diện không hiểu thì bị tội thô lan giá. Nếu đưa tay làm dấu, luật này thì bảo thủ ấn, bộ căn bổn thì nói chỉ ấn, bộ căn bổn tạp sự thì bảo Đức Phật cho phép tỳ kheo có con dấu dùng để xác chứng điều đã viết ra, nhưng không cho làm như cái nhẫn để đeo và làm bằng các vật trang sức quý giá, cho dùng năm loại là du thạch, đồng đỏ, đồng trắng, bằng ngà, bằng sừng để làm con dấu. Con dấu có hai loại là của đại chúng và của cá nhân. Nếu là con dấu của đại chúng thì khắc hình bánh xe chuyển pháp luân, khắc hai con nai quỳ theo kiểu đứng ở hai bên, phần dưới con dấu khắc năm tháng và pháp danh thí chủ xây chùa. Nếu là dấu cá nhân thì khắc hình cái xương đòn hoặc hình đầu lâu, mục đích để cho mỗi khi nhìn thấy là sanh nhàm chán. Hoặc sai sứ, hoặc viết thư, hoặc ra dấu hiệu. Nếu người hiểu ý thì bị ba la di, nếu người không biết thì bị thâu lan giá. Mình ở nơi yên tĩnh lại có ý nghĩ loạn động, nói rằng tôi chứng được pháp hơn người thì bị thâu lan giá. Mình ở nơi ồn náo giấy tưởng yên tĩnh, nói rằng tôi chứng được pháp hơn người thì bị thâu lan giá. Đến nói với chư thiên, Atula, Càng Khát Bà, Dạ Xoa, Ngạ Quỷ, Súc Sanh có khả năng biến hóa mà hiểu được tiếng người, rằng tôi chứng được pháp hơn người. Nếu các loài ấy nghe hiểu thì bị tội thâu lan giá, nói mà các loài ấy không hiểu bị tội đột kiết la, hoặc đưa tay làm dấu hiệu, hoặc sai sứ, hoặc viết thư, làm các việc ấy khiến cho người khác biết bị tội thâu lan giá. Nếu họ không biết bị đột kiết la. Đến nói với súc sanh không có khả năng biến hóa là tôi chứng được pháp hơn người bị đột kiết la. Giả sử thật sự đã đắc đạo mà nói với tỳ kheo ni lớn rằng mình đã chứng được pháp hơn người thì bị đột kiết la. Nói với mọi người rằng mình chứng đắc năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba môn giải thoát, tam muội chánh thọ thì bị tội ba la di. Nếu nói với người mình biết rõ họ là người bị ba la di. Nếu nói với người mà khởi nghi không hiểu họ có phải là người hay không thì bị thâu lan giá. Nếu là người mà nghĩ là phi nhân chẳng phải người bị thâu lan giá. Nếu phi nhân mà nghĩ là người bị thâu lan giá. Phi nhân mà nghi bị thâu lan giá. Luật thập tụng nói: nếu tự nói rằng có chư thiên đến, cho đến có quỷ la sát đến cùng nói chuyện với tôi, nói không đúng sự thật bị ba la di. Nếu nói gió lốc thổi đưa ma quỷ thần đất đến chỗ tôi ở, nói không đúng sự thật bị thâu lan giá. Luật Tát Bà La nói: không tu hành đọc tụng mà nói tôi tu hành đọc tụng, thấy đều bị thâu lan giá.
nếu tự cho rằng đã chứng được pháp hơn người mà người không nghe, không tin thì bị tội trọng thâu lan giá. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, nếu bảo rằng tôi không bị đọa vào ba đường ác, bị thâu lan giá, nếu nói tôi đã lìa hết các phiền não kiết sử, bị ba la di, đến nói với người điếc, câm, người vừa câm vừa điếc, người đang nhập định mà nói thì bị thâu lan giá. Nếu có người hỏi, cô đắc quả rồi phải không? Trả lời, vâng, tôi đã đắc. Nói mà chắc chắn như cầm trái cây trong tay thì bị thâu lan giá. Luật Ngũ Phần nói, do vì lợi dưỡng dùng mọi lời để khen ngợi người khác đã thành tựu giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, ngụ ý tự khen mình đã thành tựu thì bị thâu lan giá. Vì lợi dưỡng ngồi xuống, đứng lên, đi đứng, nói năng thông thả, cốt hiện tướng đã đắc đạo để cho người biết, bị thâu lan giá. Luật Tăng Kỳ nói, nếu hiện tướng là A-la-hán, mắt liêm diêm lấy tay chỉ vào các cư sĩ nữ nói rằng, các cô là hàng ngu si, không biết bậc A-la-hán giống như hoa ưu đàm bát, đúng thời mới nở, mà các cô không biết quý. Nếu làm như vậy, bị tội diệt tỳ ni. Giới đây đủ bảy điều kiện mới thành tội này. 1. Có tâm dối gạt. 2. Thật không hiểu biết. 3. Nói chứng được pháp hơn người. 4. Nói với người. 5. Biết chắc thật là người. 6. Nói rõ ràng. 7. Đối tượng mà mình nói nghe hiểu được ý mình. Nếu không đủ bảy điều kiện thì luật chế có khai giảm. Chế chung. Tỳ kheo bị ba la di, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, bị đột kiết la mà phải đuổi khỏi chúng, diệt tận, đó gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hàng tăng thượng mạng, tự nói có các nghiệp báo nhân duyên chẳng do tu chứng mà vẫn biết. Hoặc đến nói với vị đại tỳ kheo đồng ý với mình về pháp hơn người, hoặc nói với người về các pháp căn, lực, giác, đạo, giải thoát, tam muội chánh thọ mà không tự xưng là tôi đã chứng đắc, hoặc nói giỡn chơi, hoặc nói vội vàng, hoặc nơi vắng vẻ tự nói một mình, hoặc ngủ mê nói mớ, muốn nói việc này lầm nói việc kia, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Lúc tâm ý điên cuồng, lúc bị đau đớn bức bách, thảy đều không phạm. Hội tường. Kinh Lăng Nghiêm nói, ở cõi này mà tất cả chúng sanh trong sáu đường, dù thân tâm không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, ba hạnh ấy vẹn toàn mà nói dối gạt, thì đối với chánh định không được thanh tịnh, sẽ thành quỷ ái kiến, mất hạt giống Như Lai, cho nên chưa chứng đắc mà bảo rằng đã chứng đắc. Hoặc vì muốn mọi người ở đời tôn kính mình bậc nhất, nên nói với mọi người rằng, tôi đã đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán, quả Phật Bích Chi và các quả vị Bồ-Tát như Thập Địa, Địa Tiền, để mong mọi người lại sám hối vì tham lợi dưỡng cúng dường. Đó là hạng nhất xiển đề làm tiêu mất chủng tử Phật, giống như có người cầm dao chặt đứt ngọn cây Đa-La. Đức Phật huyền ký người này đã mất hết căn lành, không còn hiểu biết, bị chìm đắm trong ba biển khổ, không thành tựu được chánh định.